Một bó hoa bay về phía các mỹ nữ. Wayne Peck sợ hãi nhìn lên không trung, trong lòng hét lớn, đừng có đến đây. Đột nhiên soái ca nhanh chóng xông tới, một tay ôm chặt cô, một tay đỡ lấy bó hoa. Hai người ngã thẳng xuống đất. Wayne Peck sợ hãi nhìn thứ trước mắt, lại nhìn sang soái ca. Không thể nào, lão nương sao lại bắt được hoa chứ? Nghĩ như vậy, vì cô là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, không hề có hứng thú với việc lấy chồng và sinh con. Tôi còn tưởng cô chỉ là không muốn có chồng, hóa ra còn ghét trẻ con đến vậy. Có thể là cả hai đều ghét. Cô rất hưởng thụ cuộc sống một mình, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc sẽ bất lực. Ví dụ như thích một chiếc áo, lại được thông báo đây là đồ đôi, không bán đơn được, một mình đi ăn cơm phải lấy số xếp hàng. Cặp đôi đến sau cô lại có thể trực tiếp đi vô, uống đồ mua một tặng một, không có ai để chia sẻ. Cô một mình lại không uống hết hai cốc, lại còn đồ cặp, rồi mua một tặng một, lại còn làm hoạt động. Hai người cầm bó hoa, tôi đẩy anh đưa, ai cũng không muốn. Bất lực, Lai Dinh đành chia bó hoa làm hai nửa, miễn cưỡng đưa cho Wayne Peck. Anh chàng Lai Dinh này là con thứ hai trong nhà, kinh doanh một tiệm hoa, mỗi ngày sẽ có rất nhiều em gái xinh đẹp đi tới. Chỉ để nhìn anh ta một cái, nhìn các con trong nhà đều đã có đôi có cặp, bố không nhịn được giục Lai Dinh mau hẹn hò rồi kết hôn. Nhưng anh muốn hưởng thụ cuộc sống một mình hơn. Nhìn xem, vợ chồng nhà em gái lại bắt đầu cãi nhau rồi. Ngay cả cuộc hôn nhân của anh cả chị dâu, nhìn vào rất ân ái, bố cũng rất vừa ý. Trên thực tế đóng cửa lại cũng cãi nhau không ngừng. Nhìn những ví dụ trong cuộc sống thực này, Lai Dinh đối với hôn nhân vô cùng sợ hãi và lo lắng. Một chú chó đột nhiên xông đến, đẩy ngã cô gái xuống đất. Cô hoảng loạn vội ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, phát hiện áo bị rách. Vào lúc hoảng loạn liền ôm chặt lấy Lai Dinh. Tôi nói áo tôi bị rách rồi, không che được, áo lót cô sao? Lai Dinh ôm cô gái về phòng của mình, đang muốn quan tâm cô ấy, lại bị đẩy đầu ra ngoài. Nhìn gì mà nhìn, ban nãy không cẩn nhận bị anh nhìn thì đã đành, giờ vẫn còn muốn tiếp à? Ai muốn chứ, tôi chỉ là muốn quan tâm cô. Nếu cô thấy thiệt thòi, cùng lắm tôi để cô nhìn lại là được. Tôi cởi hết cho cô xem, trên dưới trái phải, đến đi. Không cần, trên bàn ăn, con gái nói với người nhà. Hôm nay Lai Dinh với một cô gái ôm chặt lấy nhau, anh đang định giải thích, cô liền nói thêm, con còn nghe họ nói nhìn ngược nhau nữa. Mọi người đều rất vui vẻ, chúc mừng tên độc thân như anh cả còn đào hố cho em trai. Nội y cô ấy màu gì? Màu trắng, à không, màu là. Giờ thì hay rồi, Lai Dinh có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi nữa. Để mua quà xin lỗi Wayne Peck, Lai Dinh không chỉ đích thân chọn chiếc áo mới, còn tự tay cắm hoa tặng cho cô ấy. Ai da, ngoài miệng còn nói không có gì. Bên này, bạn bè nhìn thấy quà Lai Dinh tặng đến, bắt đầu nghĩ ra màn kịch hay. Mua quần áo đền cô có thể hiểu được, nếu chỉ là xin lỗi thì bó hoa là đủ rồi. Nhưng một giỏ hoa là chuyện gì đây? Kẻ ngốc nghếch này, theo tôi thấy anh ta chắc chắn không chỉ là muốn xin lỗi, còn muốn theo đuổi con nữa. Mở tủ quần áo còn kích thích hơn mở quà nữa. Để không làm bố giật mình, Lai Dinh quyết đoán ra tay. Ba một tiếng đóng cửa lại, bố hai tay ôm đầu, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Lẽ nào là mình già nên hoa mắt sao? Nhưng bố rõ ràng nhìn thấy có cô gái đi vào nhà mình. Lai Dinh vội vàng quay lại tìm Wayne Peck, nhẹ nhàng hất mái cô ấy, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương không. Đều trách tôi ban nãy quá gấp gáp, hại cô đập vào cái túi lớn kia. Lai Dinh tò mò hỏi cô tại sao lại trốn ở trong tủ. Wayne Peck tức giận tránh ánh mắt anh ta. Nếu không thì sao, tôi đâu phải nhện, còn có thể bò lên trần nhà à? Người bố này thật là một vị thần. Lập tức mở lời, nói thẳng với Wayne Peck, sau này có chuyện gì cứ tìm đến con trai chú. Nếu nó dám bắt nạt cháu, chú sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Tiếp theo lại đẩy con trai về phía Wayne Peck, bảo anh chủ động xin số điện thoại, buổi tối về đến nhà. Lại hạ lệnh cho vợ chồng nhà con trai cả, cô gái tốt như Wayne Peck, không thể để Lai Dinh đánh mất. Chúng ta phải huy động cả nhà, nỗ lực tác thành hai chúng nó, phải đồng tâm hiệp lực. Vâng ạ, vâng ạ, em gái kể khổ với Lai Dinh. Khoảnh cách giữa cô và chồng ngày càng xa, chắc chắn vì cưới vội không đủ hiểu đối phương. Lai Dinh nói với em gái, thời gian không phải trọng điểm, quan trọng là yêu hay không yêu, đủ hay không đủ. Chuyện của em gái khiến Lai Dinh rất khổ não. Anh gọi điện cho Wayne Peck, muốn cô ấy giúp mình nghĩ cách. Wayne Peck một mình đi tới trung tâm thương mại, muốn cùng bạn ăn cơm. Đáp lại không phải cùng chồng, thì là phải trông con. Nhìn thông tin ưu đãi sau lưng, cô không can tâm đột nhiên nghĩ tới một người. Sau một hồi do dự, cầm điện thoại lên gọi điện, đột nhiên hẹn tôi ăn cơm, không phải muốn theo đuổi tôi đấy chứ? Thật sự cạn lời, tôi chỉ muốn bàn với anh, làm thế nào để giúp vợ chồng em gái anh. Ôi còn nổi nóng nữa chứ. Lai Dinh nhìn dáng vẻ tức giận của cô cảm thấy rất đáng yêu, giống cái máy tức giận vậy, sáng giận chưa giận tối lại giận. Wayne Peck không nhịn được nói, giờ họ đang độc thân, ngay cả ra ngoài đi dạo ăn cơm đều bị nhắc nhở nên hẹn hò kết hôn đi.
không phải mua một tặng một, thì là hai người giảm nửa. Họ càng nói càng thấy đồng cảm. Tôi thật sự không hiểu tại sao mọi người đều muốn kết hôn sinh con. Tất cả các bạn đã kết hôn của tôi không một ai hạnh phúc. Cái này phải đồng ý thật. Cô đơn rất thoải mái, đi đâu cũng được. Đúng vậy, cho dù về nhà muộn cũng không cần báo cáo. Quá thoải mái. Đúng rồi, sinh nhật, Valentine, Giáng sinh, Tết các thứ đều không cần tặng quà. Nói quá chuẩn ý của tôi rồi, ôm cái nào. Nào, chuyện liên quan đến em anh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quan trọng vẫn là cần trò chuyện. Nhưng chúng nó như lửa với nước, nói kiểu gì được. Vậy thì dễ rồi, chúng ta phân nhau hẹn hai người đó ra. Xong mình làm người ở giữa. Nói chuyện có hiệu quả là cách giải quyết tốt nhất. Đúng, thông minh đấy. Chính vì thông minh, nên mới không có chồng. Đúng rồi, có nghĩa tôi cũng thông minh, vì tôi cũng không có vợ. Lại đúng rồi,